xin chào tất cả quý vị khách hàng. Hiện tại thì Nhân đang đi khảo sát một cái dự án nằm tại huyện Thủ Thừa của tỉnh Long An. Thì tính từ cái vị trí mà Nhân đang đứng đi về bến xe miền Tây hoặc là đi về vòng xoay Phú Long thì nó khoảng 26 km. Thì từ đây lên đó thì với cái vị trí nó cách Sài Gòn thì nó cũng khá là gần. Và hiện tại là cái dự án này nó khoảng 30 hecta, và cái dự án này là bên của nhà nước, tức là tất cả những người dân không phải ai cũng mua được cái dự án này, mà ví dụ như quý vị khách hàng mình muốn mua thì phải mua bằng hình thức là đấu giá. Thì bên công ty chủ đầu tư Cát Tường Group đã đấu giá và đã mua được cái dự án này, và hiện tại thì công ty ngày mai sẽ bung ra bán khoảng 170 nền. Thì ngày mai là Nhân sẽ có bản đồ phân lô, sẽ có giá và có diện tích nè, và với lại những cái vấn đề về pháp lý, thì tất cả những cái vấn đề đó thì ngày mai thì Nhân sẽ có. Và hiện tại thì cái dự án này phải nói là một cái vị trí khá là đắc địa, bởi vì trong một cái dự án thì nó có đầy đủ hết tất cả những tiện ích, ví dụ như điện đường, trường trạm, thì những cái tiện ích nó đều có hết. Thì qua ngày mai thì Nhân cũng sẽ làm một cái video để tổng hợp lại những cái mà tiện ích xung quanh của cái khu của mình. Trong vòng bán kính 1 km thôi mình có tất cả những tiện ích rồi đó. Cho nên ví dụ như quý vị khách hàng mình nhìn đằng sau đó, đằng sau lưng của Nhân thì thấy là chợ Thủ Thừa. Và hiện tại cái vị trí mình, nếu như mình bung ra để bán, để ngày mai đặt chỗ đó, thì nó nằm đối diện ngay chân chỗ chợ Thủ Thừa luôn. Và còn cái dự án này là cái vị trí này là nằm trong cái khu vực này là trung tâm hành chính của huyện Thủ Thừa. Và cũng vì nó là một cái trung tâm hành chính cho nên là tất cả những tiện ích, ví dụ như là hệ thống ngân hàng nè, bệnh viện và trường học, thì chợ thì Nhân không nói rồi, bây giờ nằm sau lưng Nhân rồi. Thì nói chung lại thì ngày mai là Nhân sẽ có tất cả những thông tin về dự án, thì Nhân sẽ làm một cái video để cho tất cả quý vị khách hàng cùng được xem. Và tất cả quý vị khách hàng mình hãy nhớ là nhấn nút đăng ký để có thể xem được tất cả những video sau của Nhân. Rồi, Nhân xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị khách hàng.